anh đừng có nói dối, anh nói dối dở lắm. Giống y như cái lúc mà anh nói với tôi là anh đã có bạn gái rồi. Anh yêu ơi, mỗi một bức ảnh chụp ở đây lại cho tôi một cảm giác rất là thú vị. Tôi thích bức ảnh này. Nó đem lại cho tôi một cảm nhận rất là kích thích và tò mò nữa. Giống như là anh lại đây anh Bách. Thật ra tôi là kiểu người có gì thì sẽ nói hơi tẹt ra hết, cũng chẳng kích thích hay là thú vị giống như lời cô nói đâu. Thế thì anh có muốn đi triển lãm khác trực quan hơn không? Không, ý của tôi là hai đứa mình không hợp với nhau, cho nên đừng cố gắng nữa. Được thôi, vậy thì lần sau tôi để anh chọn địa điểm nhé. Tôi á, không phải là người quá là quan trọng về hình thức đâu. Ngồi ở đâu cũng được, vỉa hè cũng ok. Không, ý của tôi thật ra là không... Anh đừng có nói dối, anh nói dối dở lắm. Giống y như cái lúc mà anh nói với tôi là anh đã có bạn gái rồi. Anh yêu ơi, sao đợi em có lâu không? Cô là Ngọc Ánh à? Chào cô, tôi là Thanh Tú, người yêu của anh Bách. Chào cô. Nghe nói hai người đã quen nhau 4 năm. Đúng vậy. Mình yêu nhau lâu thế rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh quá. Em cứ nghĩ mình mới yêu nhau ngày hôm qua. Anh nhỉ? Nhanh thiệt hả em yêu? Lúc mà anh Bách còn đi du học, chúng tôi cũng chia tay nhau một lần rồi. Nhưng mà đến cuối cùng tôi nhận ra mình không thể sống thiếu anh Bách được. Anh cũng không thể nào sống thiếu em được. Tôi cũng phân vân, không biết là bản thân mình có nên đến đây ngày hôm nay không. Vì thật ra chúng tôi chưa nhận được sự đồng ý của mẹ anh Bách. Nhưng tôi quyết định trước khi bác ấy chấp nhận, tôi sẽ tự bảo vệ tình yêu của mình. Nè, em gái của chị dâu cũ. Có phải là em không vậy? Anh không hề nhận ra em luôn á. Đáng lẽ em phải đăng ký thi đại học sân khấu điện ảnh. Nói gì đấy? Từ nãy giờ ấy, tim em đập thình thịch cái này. Nhưng mà em diễn như nào, có bị lộ không nhỉ? Rất là tuyệt luôn. Nhưng mà cái giao diện này là sao? À, em lấy được sốc chị Hòa đấy. Tại vì em nghĩ nếu mà mình đơn điệu quá thì người ta sẽ không tin đâu. Nhưng mà cũng chả hợp với em lắm nhở? Không, rất... Sao? Ý của anh là... anh muốn mời em một bữa thịnh soạn để thay lời cảm ơn. Em chọn đi. Hay là đi ăn buffet ở nhà hàng năm sao, hay nhậu ở quán bia. Sao? Này, em vẫn là học sinh chuẩn bị thi đại học đấy. Anh quên mất, anh đã nhận lời để dạy kèm em, giống như thỏa thuận của hai đứa mình. Thế thì anh phải giữ lời, nhưng mà đừng lấy tiền em nhé. Tất nhiên rồi. Đi. Mà nè. Hả? Diễn cho tròn vai đi,
Mình về thôi, anh người yêu. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.